ba em thì hơi nóng tính nên anh chưa có làm liều. Buổi tối thì em học bài, vì em là thân con gái nên phải chăm lo học hành, còn lo tương lai. Anh đẹp trai, anh đẹp trai, đẹp trai nhất phường, còn ai qua anh. Lo học hành, còn lo tương lai. Anh đẹp trai, anh đẹp trai, đẹp trai nhất phường, còn ai